Hello anh em, xin chào tất cả người anh em, những người bạn đã quay trở lại với kênh vlog của mình và cậu Tư nha. Thì video trước thì mình với cậu dẹp ra một đống cái hồi trời mưa âm đùng luôn anh em. Xong rồi tới cỡ tầm 2-3 giờ chiều thì mưa nó tạnh lại và mình với cậu bày ra chơi nữa anh em nhờ. Không biết lần này mưa nữa thì thôi chứ sao. Đúng, hợp lý. Bây giờ anh em. Nãy mình với cậu dọn vô nói chung thì súng cũng hơi ướt ít đỉnh anh em nhé, với lại là đồ thì ướt nhẹp luôn rồi nhưng mà cũng không sao. Rồi bây giờ tiếp tục anh em làm nhanh hồi mưa nữa anh em ạ, à, tại giờ đang mùa mưa mà thì chịu thôi chứ sao giờ anh em. Rồi đây tiếp tục đó chính là khẩu M4A1 sư điểu anh em nhé, kim sư điểu này cậu mình mới làm cây này mới đây luôn á anh em xem này. Wow đẹp không, mặt trước mặt sau anh em thấy không, ui mắt chim nhìn thấy ngầu không anh em nhờ. Hiện tại nếu mà không biết mình với cậu lúc mà dọn vô là để lộn xộn chứ không biết video trước mình với cậu đã xô những khẩu gì nữa, bây giờ mình cứ cầm lên đại đi anh em nhé. Anh em nhớ điếm lại cho mình với cậu, giúp mình cậu tầm khoảng bao nhiêu vật phẩm nha, mình nghĩ giờ tầm khoảng bốn mấy anh em ạ, bốn mấy vật phẩm đấy. Tiếp tục cậu Tư. M79 thỏ quậy. Ui trời ơi. Thỏ quậy đấy anh em, anh em thấy không? Cái mặt thỏ cậu mình vẽ lên ngầu không anh nhờ. Đó được không? Rồi, trời ơi, được không? Đây hai cây này là mới đây anh em nhớ, cây này cũng mới đây cậu mới làm vậy luôn. Rồi tiếp tục cậu Tư nhanh đi, hồi là mưa tới đây. Đây là cây sóc canh 104 ốp sách on thay thành anh em nhớ. Đây khẩu này nói chung thì chi tiết khủng khiếp anh em ạ. Bữa hổm là cậu mình nhớ mình làm cái cây này không ngày gửi á, ngày gửi mới xong khẩu 104 anh em nè. Ui xui ơi được không, anh em thấy đẹp không nè anh em, đẹp không? Ui được không, cái đầu này tròn quay anh em ạ, ngoan anh thương liền. Hợp lý anh em đúng không, ngoan ngoan liền. Tiếp tục cậu Tư. Ờ cây này là hình như con nhớ lúc trước sao gọi cậu Tư video trước. Ừ. Bây giờ lộn xộn lắm với chơi rồi đâu kệ đi, giờ quan đại cho anh em xem anh em nhớ, quan là mặt sau luôn, trước mặt sau luôn cậu Tư. Đó đây là cây M40 truy sát đó anh em thấy không, màu được các thứ này mình với cậu mình bảo quản rất quan trọng, rất là kỹ lưỡng anh em, cho nên thì những khẩu súng này chỉ yếu là chỉ sợ chuột thôi anh em ạ, chứ không có sợ nó hư hao anh em nhớ. Tiếp tục cây gì hả? À, cây này rất là đẹp đó, AK-47 quả kỳ lân. Wow thấy đẹp không, ui xui ơi hợp xuống nhà bà Lý luôn liền anh em nhờ, anh em thấy không, và có dãy chỗ này cậu mình làm thì tinh tế kênh em, với lại là cái phần vuốt nhọn của nó này anh em thấy không. Wow thực tế anh em làm về đường anh em nhá, đung 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 nè anh em, bắn banh màn hình luôn anh em nhá, sợ quá sợ quá. Cái này mà YouTube mới bắt cái hành động bạo lực rồi mình với cậu ghép cái tiếng súng này vô luôn rồi anh em ạ, à. Bị YouTube nó bắt hành động bạo lực các anh em cho nên thì cũng hơi khó. Tiếp tục đi cậu ơi, M40 bích vàng. Wow cái này là cái khung hiệu ứng của nó anh em, cậu mình chơi cái này hổm cái này bằng gì cậu Tư? Xốp dẻo hả? Xốp dẻo anh em, thì cậu mình sơn màu minua lên nó rất là sáng. Đó anh em thấy đẹp không? Ui dồi ôi ngầu liền anh em nhờ, hồi nữa nếu mà chắc chân hy vọng là trời đừng có mưa đang ngồi quay mình với cậu bài trên cái sân cỏ quay tổng cho anh em xem cho nó ngầu anh em nhớ. Tiếp tục với cậu Tư. Nhanh nhanh mới được để sợ trời mưa anh em à. Bơm keo này là bơm keo cuồng loạn đúng rồi. Thì trên bơm keo cuồng loạn cậu mình làm bằng xốp. Anh em còn nhớ hai cái siêu phẩm khủng lồ là cái bông keo làm bằng xốp anh em chà bá luôn ấy, chứ bông keo với cây cun. Hồi nữa sẽ show sau anh em nhé, từ từ tới đây là cái chảo dưa hấu. Thì cái chảo dưa hấu. Đây. Ui trời ơi. Giờ nó khô màu cầm đã anh em, giờ cầm đã hơn lúc trước anh em. Đấy. Với lại là màu nó khô nó đẹp hơn nhiều nữa này. Búp liền. Rồi đây hai combo anh em nhé. Đây. Quăng cho dành chém bông keo này anh em nhá. Ui trời ơi, tiếp tục cậu Tư ơi. AK-47 rồng lửa. Rồi, cậu quay mặt trước mặt sau luôn thử cậu Tư. Anh em thấy không, màu nó nói chung là ok hết anh em nhớ. Còn rất chi là nguyên quẹn luôn anh em ạ. Rồi, tiếp tục đi cậu Tư. Sợ hồi mưa tới, mình với cậu Tư làm nhanh anh em nhớ. Nguyên combo có súng, có bông keo, có chảo luôn. Anh em dắt sao đít vô cho nó ngầu anh em nhớ. Bông keo địa ngục. Wow, nó để nóng nó bị chảy màu rồi anh em, nó bị chảy cái gần to nóng quá, cái đèn cày nó bị nóng quá nó chảy thành nó muốn thành nước luôn anh em nhờ. Nhưng cái này chắc không sao đâu, cái này có tôi sửa được không cậu Tư? Rồi tiếp tục đi, còn nhiều lắm đây, để đây đã, để hồi đặng bài ở trên bãi cỏ anh em nhớ. Kiếm thì kiếm này hổm là làm hiệu ứng đó. Ừ, đúng rồi, kiếm đạo đúng rồi anh em, kiếm đạo có hiệu ứng cháy á, kiếm đạo nè anh em nhờ. Đây anh em ơi, kiếm đạo được hiệu ứng cháy. Cái này là bằng gỗ anh em nhá, gỗ nè. Ở cán là bằng gỗ nè. Này bằng gỗ và cái lưỡi là gỗ luôn. Lưỡi gỗ cho nên hổm cậu mình đốt nó còn hơi nám nám này, anh em thấy không? Nè. Nó còn nám nám là lửa nó táp á anh em. Đấy. Wow, shotgun M1887 One Fun Man. Ui giời ơi. Ngầu không anh em nhờ.
này bằng gỗ nha các bạn. Gỗ. Cây này bằng gỗ. Mình cắt mốt chữ ở ngoài thôi, còn ở trong thân nó là gỗ. Đây nè, thấy không? Còn ok nè, nhớ số canh này cũng nặng lắm á, gỗ này nè. Chất liệu này hổm như cây gì, cây dầu hả cô Tư? Dầu. Cây dầu. Tiếp tục rồi, cây số canh này 100% là gỗ luôn anh em nhớ. Anh em thấy không? Cây số canh tương lai nè, 1887 tương lai dường như là 100% là bằng gỗ luôn, nặng lắm anh em nhớ. Đây là để đời luôn, không hư đâu. Biết nào hư nổi cây này. Đây anh em xem, chua nó nặng. Nó nặng thật sự anh em giờ, anh em thấy không? Rồi để mình bỏ cái này xuống, anh em cầm hồi là mỗi tay luôn anh em à. Để mấy cây bằng gỗ để nó xuống sau mới được, để nó hư hết dần anh em nhớ. Cá mập đen các bạn ơi. Ska cá mập đen. Skin nâng cấp. Quay mặt trước mặt sau luôn coi thử. Đó. Cây shotgun này anh em thấy đẹp không? Trời ơi. Quá đẹp. Còn rất chi là nguyên vẹn anh em nhớ, không có vậy như không có hư hay là chày gì so với lúc mình với cậu Tư mới làm xong chơi anh em ạ. Nói chung thì bảo quản này nọ các thứ nó rất ok luôn. Đây cái shotgun quay lại cho anh em xem. Nói nè, bằng gỗ nặng cầm nó rung tay luôn anh em, nó nặng thật sự luôn ấy. Thompson kim long. Wow, quần nhiều lắm rồi đấy. Nãy giờ không biết có trùng lại với mấy cây video trước mình với cậu Sôn nữa. Cứ quăng đại qua anh em ạ. Tại vì hồi nữa là bày ra cho anh em xem. Đây, quay mặt trước, mặt sau, mặt trên luôn. Đấy. Anh em thấy Thompson kim long. Wow. Được đấy. Được thôi anh em nhờ. Ui trời. Mình cầm hai cây luôn anh em nhớ. Bắn về nó mới đã nè anh em. Ui. Tiếp theo là con rồng đầu tiên. Rồng xanh, AK-47 rồng xanh. Ăn đù. Được của nó đấy. Anh em thấy không? Cánh đồ các thứ là nó còn ổ rất kia là ok luôn á. Cậu quay quanh vòng cho anh em xem luôn cậu Tân. Rồi. Ui dồi ôi, ngầu ngay anh em ơi, ngầu ngay. Cây này đã quá, cầm đã tay quá anh em, cây shotgun cầm đã tay quá. Đó, cánh trước cánh sau này. Còn con cánh nó đem ra cho cậu cầm hai con nữa thử ai cho nó ngầu quá. Còn con cánh là 104 lông tộc nữa anh em nhờ. Ui cái này à. Cầm hai cây được không cậu Tân? Gắp vô đúng rồi, gắp cánh vô. Tại vì cái cánh này là mình với cậu bảo quản là ấy là tháo cánh nó ra anh em, để nó dễ gãy, mà nó gãy nó ảnh hưởng đến cái thân nữa. Đây mình cầm con rồng xanh đây, à, hành đạo cấp 7 anh em chứ. Được của đó không anh em chứ. Cây 1014 long tộc đây, nó cũng có cánh em, hai con này hả anh em thấy không? Ui dồi ôi. Màu rồi các thứ là ok hết anh em nhớ. Được không? Hai cây này là kinh khủng khiếp thật sự luôn anh em nhờ. Hành đạo cấp 7 đây anh em. Được đấy. Vậy cho nó ngầu nè. Rồi tiếp tục ra rồi. Ui cái gì vậy? Cụ tổ lục re chuẩn bị xuất hiện anh em nhá. Wow, phải đứng xa gần. Cầm cái lục cầm không nổi luôn anh em nhá. Thì cái lục re này mình với cậu chơi là phần siêu thoát. Ở cây đó nó dài tầm bao nhiêu cậu Tư? 1m1 luôn chứ không phải 1m nữa. Dạ 1m1 quá trời cái lục đe anh em ơi. Ui xui ui. Nó bự hơn cái thân mình nữa. Đem nhìn cái băng đạn này nó bự hơn cái thân mình nữa. Đem băng đạn nè. Cái này cầm sao bắn em vậy hả? Cầm sao bắn đây cái này. Ui xui ui. Kinh khủng khiếp luôn em giờ. Cây này bự lắm anh em nhớ. Cái lục đe. Cái này là cây G18. Cây lục đe thứ nhỏ nè. Đây cây lục đe này cậu mình làm bằng gỗ. Ủa cây này hổm màu gì cậu Tư? Vàng đồng hả? Vàng đồng, đây nè, cái lục đe này. So với cây này thì nó tuổi gì vậy đéo vô. Còn cây cậu mình đang cầm là cây G18. Bằng cậu mình làm bằng gỗ luôn. Gỗ 100% luôn hả cậu Tư? Đây cái lục. Đây em so sánh cái nồng nữa bằng cái cò ở dưới. Cái lục này mới bằng cái cò cái lục này anh em à. Cho nên nó rất là to. Wow. Hồi bài này nó mới ngầu anh em, bài nó mới ngầu ấy. Tiếp tục đi cậu Tư. Rồi giờ tới nhỏ nữa. Phi đao. Cái này là phi đao biểu tượng của Free Fire luôn á anh em. Ồ anh em thấy không? Phi tiêu hay phi đao vậy đấy. Đứng vậy ha. Rồi nó đứng vậy, đứng theo cái tên luôn á anh em. Đó. Còn cái chi là ngầu hổm mình có với cậu có thi đấu phóng phi đao bằng cái này anh em. Chô vậy đấy. Tiếp tục là cây M500 vàng rồng. Ui rồi ơi. Nhìn thấy màu sắc sỡ quá anh em nhờ. Quay đằng sau cậu thử coi. Wow, đẹp thấy không? Nói chung thì cậu mình làm quá đẹp so với quy định anh em nhớ. Được không anh em nhờ, anh em thấy đẹp không? Nãy giờ có đếm thử nhiều cây anh em nhiều lắm luôn rồi đấy. Cái ống nhắm là ngon lành luôn nha. Vì làm ở trên bằng ống nước á. Đúng rồi, có nhắm được luôn á. Sợ quá, sợ quá. Rồi tiếp tục cậu Tân. Quăng cái cháu keo khiêu khủng bố này sao đây? Sao mà ghen lên?
cây trái bông keo khủng bố nó phải đi chung với cây lục khủng bố này mới được anh em nhớ. Đây nè trái bông keo chào báo luôn. Trái bông keo này tầm có bao nhiêu, 1 mét không? 1 mét, 2 mét rồi luôn. Mình với cậu đúng hợp lý. Sao vậy? Ủa cùng cây cao cầm luôn coi. Wow, quay camera ngược sao anh em nhớ. Đây đứng lên đây nè, mới thấy nè anh em thấy không, mình với cậu lên cái hành lang đứng luôn mới thấy cái trái bông keo này hết cái màn hình cho anh em xem, nó bự quá anh em chưa. Ui dồi ôi quá trời, cây lục đó quá bự vô giới quy định anh em nhớ. Còn không, còn vật phẩm nhiều, còn nhóc luôn kìa. Hổm mình với cậu trời mưa thì có quăng vô một cục riêng, không biết nó có lộn cây nào vô mà lúc chưa xô không, kệ bây giờ xô lại hết anh em nhớ. Còn nữa rồi tới khi kiếm quăng lên đại đi. À, cây này cây đao thế với ngầm. Wow. Cái lưỡi này là hổm xách ra được là mấy giao thông mấy công an nó nhìn luôn á anh em. Không sơn màu giờ nó đưa mình với cậu về đồn ngồi luôn á. Cây này mình lưỡi mà bén ngót vậy mà không lên màu là về đồn thiệt luôn á anh em nhờ. Tiếp tục đi cậu Tư. Cây này bự quá. Bự để đâu rồi, để đây mới vừa. Cây mà 82B thời gian. Không biết cho video trước mình với cậu có xô kệ đi xô sơ quăng lần anh em nhớ, tại vì lúc dọn vô thì mình cậu có hốt đại mà quăng vô trọng á. Mà cũng nhẹ nhẹ sợ nó bị gãy anh em. Đây tiếp tục sơ ca tình yêu. Vui quá trời kho súng rồi, kho chúng này quá dữ rồi anh em nhớ. Sơ ca tình yêu mặt trước mặt sau. Wow, ok anh em thấy đẹp không. Ui dồi ôi, ui dồi ôi luôn anh em. Đây. Con này chắc có rồi, con này bên 40 bản xà. Rồi các bạn xem nhanh qua một lượt nữa nha các bạn, mình sợ nó sót thôi. Để hồi mình với cậu sẽ bài xuống bãi cỏ, sau đó trưng bày thành một kho luôn cho anh em xem, quay tổng cho anh em xem thử anh em nhớ. Nhanh nhanh đi cậu Tư, nhanh nhanh đi, hồi mưa tới nữa giờ. Chuẩn bị mưa, chuẩn bị kéo đến anh em, chuyển mưa đen thui nữa rồi. Thôi lại đơn giản thôi nha các bạn nha. À, cây M1014 Hoàng Rồng, cây này là sót ganh 1887 hy vọng anh em nhớ. Đó. Rồi con nhông nhông. Hợp lý liền. Còn nữa không? Còn còn cái đàn. Rồi, cái đàn guitar. Đàn được. Cái đàn guitar. Cần cần hết rồi em, cũng cần hết rồi. MB5 Hoàng Rồng. Wow, mặt mặt sau luôn cậu ơi. Wow, cái cây này ra nắng nhìn nó hực màu lên sáng dữ nhờ. Đó, như vàng thật mà. Nó hực màu lên sáng quá anh em. Anh em nhìn cái mặt này nè anh em nhìn, nó sáng quá trời sáng luôn anh em nhờ. Ui xui ui luôn ấy. Xong kiếm hộp bích luôn. Hai kiếm, một cây đao và một cây kiếm. Wow. Còn nữa không ta? Rồi ba luôn. Còn cây đao đầu tiên, cây đao đầu tiên. Đao đầu tiên, cây đao katana kiếm, kiếm mãng xà. Katana mãng xà anh em nhớ. Còn không cô Tư? Rồi cuối cùng là vẽ lại cái MB40 mãng xà anh em. Đây là bức tác phẩm mà cậu mình đã vẽ bằng tay anh em nhớ. Đấy. Anh em thấy không? Ui dồi ôi, đẹp ngay, thấy ngầu ngay, trời ơi. Còn không, còn không? Rồi, bây giờ mình với cậu sẽ, cậu đóng thẳng mấy cái vàng đó cậu Tư. Cậu mình đắng, có đóng sẵn mấy cái cây sắt mà để bắt thành cái vàng á. Bây giờ mình với cậu sẽ máng tất cả lên đó cho quay tổng cho anh em xem thử anh em nhớ. Xếp ở trong, xếp trong hay xếp ngoài? Xếp trong hay xếp ngoài? Rồi anh em ơi, thì cuối cùng thì mình với cậu cũng đã xô tất cả các vật phẩm này, nãy mình với cậu điểm tầm 4 mấy cây anh em ạ, 4 mấy cây đấy. Thì video này thì không biết ta cũng đã hoàn chỉnh rồi, cậu Tư muốn chia sẻ với anh em một cái điều đấy em, cậu Tư. Vừa qua thì cậu cháu mình cũng rất là vui mừng nhận được cái nút bạc sau
một tháng đề nghị người ta mới gửi tới cho mình. Thì một lần nữa chân thành rất là cảm ơn anh em và các bạn và các cháu đã nhiệt tình ủng hộ cái kênh của cậu cháu mình bấy lâu nay. Xin chân thành cảm ơn và tiếp tục các bạn ủng hộ nhiệt tình cái kênh của cậu cháu mình nha. Thì cái qua quá trình mà mình với cậu nhận nút bạc thì chắc mình làm cũng bốn mấy cái video đúng không cậu Tư? Bốn mấy video, những câu súng này là một cái video hết em ạ. Chỉ với lại là thời gian sắp tới thì mình với cậu sẽ cố gắng làm những cái skin súng trong game tiếp tục và phát triển cái kênh này hơn nữa. Hy vọng anh em đang xem video này, mà anh em nào chưa nhấn nút đăng ký kênh, nhớ cho mình với cậu xin một đăng ký, và kèm theo đó là anh em nào chưa nhấn like thì cho mình với cậu xin một like để tăng cái đề xuất cho video nha. Mình xin dừng video luôn cậu Tư. Làm cái video này mình với cậu hồi hộp sợ trời mưa anh em à. Video trước là bây giờ bắt mưa chạy không kịp luôn á anh em. Và video của mình với cậu cũng xin dừng luôn. Và hẹn gặp tất cả anh em những video tiếp theo. Bye bye. Thank you.